Xin chào em, bây giờ tôi sẽ giới thiệu về môn học phân tích thực phẩm mà chúng ta sẽ học trong học kỳ này. Như chúng ta biết thì đây là môn hai tín chỉ, tức là mỗi tuần chúng ta sẽ học hai tiết ở trên lớp và bốn tiết tự học ở nhà. Thời gian tự học này sẽ bao gồm chúng ta thời gian các bạn ôn lại bài cũ, làm bài tập của cái bài cũ và xem trước bài mới. Ngoài giờ học trên lớp thì chúng ta còn có một cái trang học online trên trang LMS như cũng như các môn học khác. Thì trên trang LMS này thì có đầy đủ tất cả những cái tài liệu cần thiết cho việc học tập của chúng ta. Như đây các bạn thấy là đầu tiên, ở cái phần đầu tiên các bạn sẽ thấy là đề cương chi tiết môn học. Thì trong đề cương chi tiết này các bạn sẽ được giới thiệu về thì trong cái đề cương chi tiết này thì các bạn sẽ thấy tất cả những thông tin cần thiết cho cái môn học này. Ví dụ như những cái chuẩn đầu ra, để qua được cái môn học này thì các bạn cần phải đạt được những kiến thức gì, những kỹ năng gì. Thì ở đây quan trọng nhất là chúng ta cần phải nắm được các cái nguyên lý, các cái phương pháp cũng như là các cái kỹ thuật phân tích cơ bản trong việc phân tích các thành phần của thực phẩm. Ngoài ra chúng ta còn phải có những cái kỹ năng về tính toán và đánh giá cái kết quả tính toán của một cái phương pháp phân tích cụ thể nào đấy. Chúng ta cũng cần phải nắm được các cái nguyên lý, cái quy trình và các công thức của các phép phân tích độ ẩm, độ tro, lipid, protein và carbohydrate trong thực phẩm. Vì đây là những thành phần dinh dưỡng quan trọng nhất của thực phẩm. Ngoài ra thì chúng ta cần phải biết cách tìm kiếm những tài liệu, những thông tin cần thiết khi chúng ta cần phân tích một loại chất nào đó trong thực phẩm. Bởi vì các cái chất trong thực phẩm thì rất là đa dạng, có tới hàng hàng ngàn, hàng triệu chất. Thì trong chương trình học chúng ta sẽ không thể nào mà học hết được. Cho nên các bạn cần phải biết cách để khi sau này chúng ta gặp một chất nào thì chúng ta cần phải biết tra trong tài liệu nào. Thì trong cái nội dung trong môn học này thì các bạn cũng sẽ được giới thiệu những cái tài liệu để khi cần thì có thể tra cứu. Về tài liệu học tập của chúng ta thì các bạn sẽ học theo cuốn Food Analysis. Đây là một cuốn sách nước ngoài. Trong chương trình học chúng ta thì chúng ta sẽ học tài liệu cũng như là các cái slide bài giảng sẽ hoàn toàn bằng tiếng Anh. Do đó các bạn cần phải có sự chuẩn bị kỹ ở nhà để trên lớp chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian cho các cái thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành. Về cách đánh giá và tính điểm thì theo kế hoạch chúng ta sẽ có 4 bài kiểm tra quá trình. Bài kiểm tra đầu tiên sẽ được kiểm tra sau khi chúng ta học tuần thứ hai. Sau đó vào tuần thứ 10 chúng ta sẽ có một bài nữa, tuần thứ 13 và tuần thứ 15 sẽ có một bài. Và ở đây chúng ta thấy đây là tỷ lệ của từng từng bài kiểm tra. Các bài kiểm tra này sẽ là những bài test. Test ở đây không phải là trắc nghiệm ABCD mà nó có thể bao gồm những câu trả lời ngắn hoặc là test chúng ta tính toán và chúng ta điền đáp số vào. Và thi cuối kỳ chúng ta sẽ là một bài kiểm tra cũng giống như các bài test trên lớp thôi, nhưng mà thời gian nó sẽ dài hơn và nội dung sẽ bao quát tất cả những cái chương chúng ta đã học. Ở trong đề cương chi tiết này các bạn cũng sẽ thấy sẽ được xem trước những nội dung nào chúng ta sẽ học, những chương nào, để nếu các bạn mà có lỡ mà nghỉ học thì cũng biết tức là trong cái tuần đấy chúng ta đang học ở đâu và chúng ta có thể xem sách hay là xem các cái tài liệu ở cái phần nào để chúng ta tự học bài và tự ôn tập. Như lúc nãy tôi có nói thì chúng ta sẽ sử dụng tài liệu giáo trình tiếng Anh, thì ở thư viện sẽ không có sẵn sách mà các bạn sẽ đọc sách. Tôi có post cái cuốn sách ở đây, cuốn sách tiếng Anh. Cuốn này khoảng 600 trang. 600 trang các bạn có thể tải sách về và đọc trên máy, hoặc là có thể in ra những cái chương nào chúng ta sẽ học. Ở đây các bạn chú ý là ở cuối mỗi chương sẽ có những cái bài kiểm tra, những câu hỏi để chúng ta ôn tập. Và nhiệm vụ của các bạn là sau mỗi buổi các bạn về nhà thì các bạn cần phải
trả lời những câu hỏi ở đây. Như vừa một cái chương, cuối mỗi chương đều sẽ có phần study question, là những câu hỏi lý thuyết để ôn lại cái nội dung lý thuyết của cái bài học của cái chương đấy. Ngoài ra, sau đó thì ở mỗi chương sẽ có những câu hỏi liên quan đến tính toán. Trong cái chương này thì không thấy đây, nhưng mà các bạn sẽ thấy là trong những chương tiếp theo, những chương khác thì sẽ có những câu hỏi tính toán. Đó là tài liệu học tập chính. Còn về ngoài ra trên trang LMS này, các bạn sẽ thấy post cả cái tài liệu trong cái môn thí nghiệm phân tích thực phẩm. Ngoài ra các bạn sẽ có những một số tài liệu tham khảo sau đây. Thứ nhất là cuốn sổ tay phân tích thực phẩm. Đây chính là cái tài cuốn sổ tay này có khoảng 1.500 trang. Đây là tập hợp tất cả những phương pháp phân tích phổ biến nhất hiện nay trong thực phẩm. Chúng ta thấy đây là có 1.530 trang, và nó được phân theo các cái loại hợp chất khác nhau trong thực phẩm. Thì để sau này các bạn cần thì các bạn sẽ có một cái tài liệu khá là đầy đủ để chúng ta tra cứu. Cái này tài liệu tham khảo thứ hai là AOAC năm 2000. Đây là một tập hợp các cái phương pháp chuẩn của một cái tổ chức, các cái nhà hóa học phân tích của Mỹ. Họ đưa ra những cái quy trình chuẩn để khi chúng ta để với những loại chất cụ thể nào đấy, nó có quy trình. Thì trong khi học môn này, các bạn sẽ được tôi giới thiệu rất là nhiều các phương pháp AOAC ở đây. Ngoài ra, với những bạn nào mà khi cần ôn lại những kiến thức về hóa phân tích thì các bạn sẽ có thể tra cứu cuốn sách đây. Đó là hóa phân tích hiện đại năm 2000. Thì chúng ta biết là phân tích thực phẩm là một cái phần tiếp nối của hóa phân tích, cho nên các bạn phải nắm vững những kiến thức cơ bản của hóa phân tích thì chúng ta mới học tốt cái môn này được. Rồi, ngoài ra ở phần tiếp theo sau đây là một cái phần tôi vẫn đang xây dựng, đó là các cái chương phân tích độ ẩm, độ cho, protein, carbohydrate. Thì tôi đều có post một cái file các cái câu hỏi ôn tập để chúng ta trả lời các câu hỏi đấy. Mà sau khi các bạn làm câu trả lời xong thì các bạn sẽ xem các cái video clip ở đây. Thì tôi có trình bày một số cái câu trả lời mà các anh chị khóa trước đã thường trả lời sai và hay mắc phải, và tôi sửa lại cho đúng. Thì các bạn cũng sẽ làm và sau đó sẽ xem các video clip này để ôn tập, để ôn thi cũng như ôn kiểm tra. Về nội dung thì đầu tiên là sẽ cái phần đầu tiên là các bạn sẽ thấy là một số vấn đề trong xử lý số liệu. Tại vì khi chúng ta làm tính toán, sẽ nhất là trong cái môn phân tích thực phẩm này, có thể nói là hơn 70% các phương pháp chúng ta học là phải dùng đường chuẩn. Cho nên cũng như là khi chúng ta làm cái môn thí nghiệm phân tích thực phẩm thì cũng phải dùng, trong các bài phân tích đấy chúng ta cũng phải dùng đường chuẩn rất nhiều. Cho nên ở đây tôi có làm hai video clip hướng dẫn cách vẽ đường chuẩn cũng như là cách sử dụng đường chuẩn đấy để tự xác định cái nồng độ chất cần phân tích. Tức là bằng cách sử dụng cái khoảng tin cậy 95% để chúng ta đánh giá cái sai số của kết quả chúng ta tính được. Ngoài ra có hai cái tài liệu, hai cái file Word, hai cái file PDF tóm tắt các quy tắc lan truyền sai số khi chúng ta tính toán, cũng như là quy tắc làm tròn số mà chúng ta đã học ở môn phân tích mà một số bạn có thể là một số bạn đã quên. Rồi, bài đầu tiên chúng ta sẽ học là nói về cái việc chúng ta đánh giá cái kết quả chúng ta phân tích, hay là đánh giá một phương pháp phân tích nó đúng hay nó chính xác, nó đặc hiệu cỡ nào, và chúng ta có thể so sánh các phương pháp với nhau để từ đó chúng ta chọn ra một cái phương pháp phù hợp nhất với cái đối tượng mà chúng ta đang cần phân tích. Thì đó chính là cái ý nghĩa của cái bài đầu tiên, đánh giá cái điều kiện phân tích. Rồi bài thứ hai chúng ta sẽ học đó là cái cách chúng ta lấy mẫu và cách xử lý mẫu. Tại vì các bạn sẽ thấy rằng là dù chúng ta phép phân tích chúng ta có chính xác đến đâu, nhưng khi chúng ta lấy mẫu thì mà chúng ta lấy không đúng cách thì mỗi mẫu cái thành phần bản thân nó đã khác nhau. Thì khi chúng ta phân tích thì dù chúng ta phân tích chính xác thì kết quả ra cũng sẽ khác nhau, mặc dù lấy từ cùng một cái đối tượng nhưng mà sẽ ra những kết quả hoàn toàn khác nhau. Cho nên chúng ta phải biết cách lấy mẫu đúng, rồi chúng ta bảo quản mẫu như thế nào, xử lý mẫu ra sao trước khi đem đi phân tích. Rồi phần tiếp theo là các phương pháp quang phổ trong phân tích thực phẩm.
Thì hiện nay có hai nhóm phương pháp phổ biến nhất trong phân tích thực phẩm, đó là các phương pháp quang phổ và các phương pháp sạc ký. Do thời gian có hạn cho nên tôi sẽ chỉ nói về các phương pháp quang phổ, tại vì ở trong phòng thí nghiệm chúng ta thì cũng có cái máy để thực hiện các phương pháp này. Thì các phương pháp quang phổ này sẽ dựa trên, chủ yếu là sẽ dựa trên ánh sáng, cho nên chúng ta sẽ ôn lại một số kiến thức về quang học, rồi sau đó chúng ta nói về các nguyên lý của phổ hồng ngoại, phổ khả kiến tử ngoại. Và hai cái loại phổ này thì thường là dùng những cái chất dùng để phân tích những cái chất mà thuộc loại nhóm hợp chất hữu cơ, cũng như là một số cái muối tan. Phổ nguyên tử phát xạ và phổ hấp nguyên tử hấp thụ thì thường để phân tích các chất khoáng có trong thực phẩm. Trong cái chương này thì do đây là cái phương pháp rất là phổ biến cho nên cái tài liệu tiếng Việt cũng khá là nhiều, cho nên ở đây tôi có post thêm một cuốn sách về phân tích UV vis, phân tích trắc quang bằng tiếng Việt để các bạn dễ nắm vững hơn. Rồi sau đó chúng ta sẽ học về các phương pháp xác định độ ẩm và hoạt độ của nước, cũng như là xác định độ tro, rồi xác định hàm lượng lipid, hàm lượng protein, hàm lượng carbohydrate. Đây chính là đó thì đấy chính là những nội dung chính mà chúng ta sẽ học trong cái môn này. Ở mỗi cái phương pháp phân tích thì các bạn sẽ thấy là có một cái file video, có một cái file PowerPoint. Trong cái file này đây chính là cái slide mà tôi sẽ trình chiếu trên lớp, các bạn cần phải xem trước ở nhà, dịch trước. Ngoài cái slide bài giảng thì bạn sẽ thấy là ở một số chương tôi còn có cái clip bài giảng bằng tiếng Việt do tôi tự quay, cũng như là một số cái video clip để tham khảo. Thì thông qua những video clip này thì các bạn sẽ thấy được là các phương pháp, mỗi phương pháp phân tích trong thực tế thì nó sẽ được tiến hành như thế nào, để chúng ta sẽ dễ hình dung. Đây chúng ta sẽ thấy là người ta sẽ dùng những dụng cụ gì, cho chất gì vào nhau, cũng như cái nguyên lý của từng phương pháp. Như vậy tôi đã giới thiệu xong với các bạn về cái môn học, về nội dung môn học này, về cách chúng ta sẽ học, sẽ kiểm tra đánh giá của các cái tài liệu học tập. Thì chúc các bạn học tốt.